Điện tử công nghệ cao Văn Toàn hotline 0333 444 448. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn quay 360 độ, có thể kết nối với điện thoại xem được từ xa, quay điện thoại góc quay cực kỳ rộng, quay toàn cảnh 360 độ nhé. Panorama toàn cảnh, có thể chiếu sáng bình thường, đàm thoại hai chiều, chất lượng hình ảnh Full HD 1080. Đó, các bạn nhìn này, các tính năng đây. Đó, đây chính là hộp sản phẩm này. Full HD này, có thể chiếu sáng cả ban ngày ban đêm, quay được cả ban ngày ban đêm này. Chuyển động 360 độ, 360 độ đây. Đấy, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại đây, remote monitor là điều khiển qua điện thoại này. Có thể xoay ngang, xoay dọc này, hình ảnh chất lượng 3D này. Đấy, full view là quay toàn cảnh luôn này. 3D panoramic camera. Cái bóng đèn này thì nó sẽ sử dụng app là Yossi các bạn nhé. Đó, đây. Bóng đèn kết nối với điện thoại qua Wi-Fi để xem được trực tiếp hình ảnh từ xa qua điện thoại. Đây. Hộp sản phẩm đây nha các bạn nhé. Đây là loại mới nhất năm 2021. Mình sẽ mở sản phẩm ra này các bạn xem. Đây, bóng đèn sẽ được bọc rất là kỹ và gọn gàng trên một chiếc cái túi ni lông. Đây chính là bóng đèn mình giới thiệu với các bạn này. Đó, bóng đèn này sáng như bình thường nhá, rất là kín luôn. Đó, đây mắt camera đây. Cái này mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn sau. Thì phụ kiện nó đi kèm thì nó sẽ kèm cho các bạn một cái đuôi nữa này. Đấy, đuôi về các bạn chỉ cần đấu điện vào hai cái đầu đinh này thôi. Sau cho bóng đèn xoáy vào là xong. Đó, rất là ok. Ngoài ra thì cho sản phẩm sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và một cái que để giúp bạn reset đây. Đó, đây cái này giúp bạn reset nhé. Tải app Yossi. Đó, ok, và nó sẽ kèm theo các bạn hai con vít đây, giúp bạn vít vào nhé. Hai con vít giúp bạn vít vào. Cái này mình sẽ bỏ ra ngoài này. Ok nhá. Đây chính là cái bóng đèn. Mắt cam sẽ nằm ở đây. Mắt camera nằm đây. Đây chính là loa và đàm thoại này. Đây là nút reset này. Đây là nút reset nhé. Đây là cái đèn nút báo tín hiệu cho mình biết. Còn đây xung quanh nó sẽ là các cái đèn nó sáng được. Đây chính là mã vạch chống hàng nhái hàng giả. Đây là đuôi các bạn xoáy vào. Đấy, thì các bạn nào đang quan tâm đến cái chiếc camera ngụy trang bóng đèn này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0333 444 448 để mình có thể tư vấn và hỗ trợ các bạn nhé. Ở đây thì mình đã có sẵn một cái đuôi mình đấu điện rồi. Đấy, nhà các bạn nào mà có đuôi sẵn rồi nhé. Đây, ví dụ nhà các bạn nào mà có đuôi tròn sẵn rồi thì các bạn chỉ cần xoáy vào là sử dụng được thôi. Đấy, tất cả các loại đuôi này thì nó bằng nhau hết nhé. Tất cả các loại đuôi xoáy tròn là bằng nhau hết. Đấy, bây giờ mình chỉ cần xoáy cái bóng đèn này vào là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng được nhé, các bạn theo dõi nhé. Các bạn đã có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp Zalo số điện thoại 0333 444 448 cho mình nhé. Đấy, đây mình sẽ xoáy vào. Đó, đây, bây giờ xoáy như này thôi và cắm điện nó vào. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào cho các bạn xem. Khi cắm điện lên thì bóng đèn sẽ sáng này nhé các bạn nhé. Đấy, đây, đây là khi bóng đèn đang hoạt động là sẽ sáng như này. Được chưa? Và cái đèn này nó sẽ tắt đi nhé. Cái đèn xanh này mình cũng có thể tắt đi được hết. Khi buổi tối các bạn bật đèn thì nó sẽ sáng như này. Đó, ok. Được chưa? Quay rất là ok. Đây, khe thẻ nhớ đây. Đó, mắt cam đây nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào mình hướng dẫn các bạn nhé. Để sử dụng được cái cam này thì mình sẽ tải ứng dụng Yossi về nhé. Đây, các bạn nào mà dùng điện thoại iPhone thì các bạn vào App Store để tải này. Đó, các bạn ghi Yossi. Yossi như này nhé các bạn nhé. Các bạn tìm kiếm thì nó sẽ ở đầu tiên luôn. Và các bạn nào mà dùng các loại Samsung thì cũng vào cả CH Play để tìm chữ Yossi nhé. Mình đã tải sẵn về rồi thì bây giờ mình chỉ cần vào Yossi để mình hướng dẫn các bạn thôi. Đây, sẽ
bỏ dịch cái cao bóng đèn ra đây một chút. Các bạn theo dõi mình này. Đây, bây giờ mình sẽ ấn vào cái app Yossi. Được chưa? Thì đây chính là cái cam ở cửa hàng mình. Bây giờ mình sẽ thêm camera. Này các bạn thêm bao nhiêu camera cũng được nhé. Đây, các bạn sẽ ấn vào cái dấu cộng này. Đó, sau các bạn ấn vào phần kết nối mạng nhanh. Đây là mình chưa kết nối thì bóng đèn nó kêu nhé. Còn khi mình đã sử dụng rồi thì nó không phát ra âm thanh kích động hình ảnh nào đâu nhé. Đó, thì ở đây thì các bạn sẽ chọn cái tên wifi nơi mình đặt thiết bị. Đấy, đây. Ok. Sau đó các bạn nhập password nó vào. Password của nhà mình là 22081986 nhé. Sau đó các bạn ấn chữ tiếp tục. Sau đó các bạn ấn tiếp chữ nghe tiếng du du cho mình này. Đấy, và sau đó bước tiếp theo các bạn ấn đi kết nối điểm nóng AP. Đó, các bạn ấn vào. Sau đó các bạn ấn vào phần wifi này. Thì bây giờ cái wifi này là sẽ phát ra, cái bóng đèn này là sẽ phát ra cho mình một cái mã wifi là GWAP. Thì các bạn chọn vào đó thôi. Đợi nó kết nối thôi, đợi nó kết nối ok. Đây, đó là tích kết nối ok rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ứng dụng Yossi. Đấy, thì nó sẽ tự động nó kết nối. Đấy, đây là đang kết nối rồi này. Đấy, bóng đèn nó sẽ báo cho mình là đang kết nối nhá. Rất đơn giản thôi. Đó, mình đã kết nối thành công rồi. Và bây giờ đang tải lên thiết bị. Rất đơn giản và dễ sử dụng luôn. Các bạn đợi đến 1 đến 2 phút nhá là nó sẽ kết nối xong. Nhưng mà trong vòng 30 giây là sẽ kết nối xong. Đó, đèn nét này có thể tắt đi hết. Đấy, đây. Ok, bây giờ các bạn chỉ cần đặt tên thôi. Đấy, các bạn đặt phòng khách thì đặt tên là phòng khách. Còn chuông cửa thì đặt tên là chuông cửa. Đấy, bây giờ thì mình đặt đà cái là vườn chẳng hạn này. Sau đó các bạn ấn xác nhận, kiểm tra. Ok, thì bây giờ các bạn có thể kiểm tra thiết bị của tôi này. Hoặc là chia sẻ thiết bị cho bạn bè này. Ấn kiểm tra thiết bị này. Đấy, thì nó sẽ quay luôn như này. Được chưa? Các bạn thấy góc quay rất là rộng nhá. Nó quay 360 độ đây. Cái mắt quay ở đây mà mình nó quay được hết cả cái này của mình. Đấy, các bạn nhìn này. Ấn vào xem. Góc quay rất là rộng luôn. Xoay 360 độ mà. Quay rất là ok luôn nhá. Đó. Đây. Các bạn mình quay trở lại mình sẽ hướng dẫn các bạn và cái chia sẻ thiết bị của tôi nhé. Đây, chia sẻ thì các bạn có thể ấn vào đây. Đây, ấn vào nút chia sẻ này thì các bạn có thể chia sẻ cho người nhà hay bất kỳ ai đều được hết. Và các bạn muốn xem thì các bạn chỉ cần ấn vào giữa thôi là xem được. Đó, các bạn muốn xem đa chiều đều được nhé, hoặc là xem một chiều đều, các bạn ấn vào cái mắt này. Các bạn ấn vào cái mắt này cho mình nhé. Ấn vào cái mắt này nhé. Đó, đây, xem 4 hình, xem 2 hình này, xem 3 hình này, xem 1 hình này. Đấy, mình sẽ ấn vào cái hình tròn là xem 1 hình như này. Đấy, cái này thì các bạn đây cho bạn xem. Nó quay cực kỳ rộng luôn. Mình sẽ tắt cái này đi. Đó, đây các bạn nhìn này. Đó chưa? Quay cực nét luôn nhá. Đó, đây. Nó quay 360 độ luôn. Có thể xoay hình chuyển động luôn. Đó. Rất là ok nhá. Đây. Đó. Đây. Nét chưa? Là mình có thể phóng to nó ra nhá. Đây, phóng to nó ra bằng cách như này. Đấy. Các bạn quay ok chưa? Đây. Thế là ai làm gì trong nhà mình là mình có thể giám sát được hết. Hơn nữa nhá, hơn nữa thì cái bóng đèn này nó có thể thắp sáng. Các bạn muốn thắp sáng các bạn ấn vào cái bóng đèn đây. Đấy, thì các bạn nhìn này, nó sẽ sáng. Đó, nó sẽ sáng như này. Rất ok. Tắt đèn đi này. Tắt đèn đi thì các bạn ấn vào đây, nó tắt đèn. Hoặc là các bạn muốn nghe tiếng cũng được nhé. Nghe tiếng các bạn ấn vào cái đây. Đấy. Alo. Đấy, cái này mình sẽ để cách xa nó ra này. Alo. Đấy. Đây là hai thiết bị gần nhau nó bị xung đột âm thanh thì các bạn không nghe rõ. Còn khi các bạn để bóng đèn một nơi, còn các bạn xem ở một nơi thì hai cái thiết bị này cách xa nhau thì các bạn nghe sẽ nghe rất là rõ nhé.
đó. Hoặc là các bạn có thể đàm thoại hai chiều hoặc là ghi âm. Đây đàm thoại hai chiều các bạn dí này vào nút này. Alo. Alo. Đấy, đấy là đàm thoại hai chiều. Mình để gần hai thiết bị này nên nó sẽ bị xung đột là âm thanh. Các bạn nghe không rõ. Hoặc là xem ở màn hình rộng này. Đấy, các bạn có thể xoay ngang ra. Đấy. Ok, hình ảnh các bạn nhìn này, nét căng. Đó. Sử dụng rất là đơn giản mà hiệu quả cực kỳ cao. Ở trong này thì nó còn khá là nhiều các phần cài đặt như là xem lại này. Đấy, cái phần xem lại các bạn có thể nhớ xem lại xem là xem ở đây. Đó. Đây. Đấy. Xem lại hoặc là phần các bạn ấn vào cái mũi ba dấu chấm này, sau đó ấn vào cài đặt. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ có cài đặt thời gian, hình ảnh âm thanh, thiết lập ghi hình, cài đặt ánh sáng trắng. Thì các bạn muốn cài đặt cái gì thì các bạn ấn vào đây thôi. Các bạn xem múi giờ bao nhiêu này, xem có đúng giờ hay chưa này. Đây là múi giờ cộng 8, thì ở Việt Nam mình là sẽ là múi giờ cộng 7. Thì các bạn ấn vào đây là múi giờ cộng 7 thì nó sẽ trùng khớp với cái giờ ở điện thoại của mình luôn nhé. Múi giờ cộng 8 thì đây, múi giờ cộng 8 nó là 21:58, còn múi giờ cộng 7 thì nó sẽ là 20:58. Đó. Cái này thì rất là đơn giản tại vì nó hoàn toàn bằng tiếng Việt hết, nên các bạn có thể ấn vào để xem và cài thôi. Đó, còn muốn xem thì chỉ việc ấn vào giữa là xem thôi, rất là đơn giản nhé. Chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn cái cách kết nối. Còn hình ảnh đây, mình test hình ảnh cho các bạn xem và cái cách sử dụng của nó rất đơn giản và dễ sử dụng. Thì các bạn nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm và mua sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline là 0333 444 448 các bạn nhé. Hàng bên mình thì có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn mua hàng có thể đến trực tiếp để mua hàng. Còn các bạn ở xa không đến được thì có thể đặt hàng mình gửi qua bưu điện hoặc là xe khách. Tất cả các hàng bên mình, các bạn mua hàng thì đều được bóc hàng ra kiểm tra và test thử nhé. Các bạn dùng ok, đúng như mình giới thiệu thì các bạn mới thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng, thì các bạn yên tâm. Ok, các bạn nào có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho mình nha. Xin chào các bạn.